Xin kính chào các quý vị. Vâng, nối tiếp theo những dòng chia sẻ về hậu trường của bộ dàn audio thì hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một hãng Fulltech đến từ Nhật Bản. Như các bạn biết, sau khi chúng ta đã setup hoặc là lên các cấu hình về một bộ dàn hoàn thiện, hoàn chỉnh thì cái điều tối quan trọng nhất và cái điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là chúng ta đầu chơi ở cái phần gọi là hậu trường độ đồ. Với nhiều người thì mọi người chỉ nghĩ đơn giản là những thiết bị đi theo máy đều có thể sử dụng và làm tốt công năng của hệ thống đó, nhưng không phải như các bạn nghĩ. Và tại sao một hãng audio nổi tiếng của Nhật Bản lại đưa tràn ngập ra ngoài thị trường những hệ thống mà để cho giúp cho mọi người có thể tìm được những nốt nhạc, tìm sự thăng hoa, tìm được cảm xúc tốt hơn nữa thì chỉ có thể là Fulltech đến từ Nhật Bản. Và trước mặt các bạn đây thì đây chính là những thiết bị, những hệ thống mà có thể giúp cho được bộ dàn mình thăng hoa hơn. Đầu tiên khi tôi muốn nói đến đó là những cái phần chính của trong bộ dàn, đó là những dây RCA. Như các bạn nhìn thấy các đầu dây RCA này của một hãng Fulltech khi người ta đưa ra thì người ta đều có cái phần đầu đây chính là sợi carbon. Và các sợi carbon này khi nó làm được trong cái hệ thống của ống trụ tròn này thì nó sẽ triệt tiêu được những cái hai âm hoặc những sóng âm mà nó sẽ sinh ra làm nhiễu và làm tạp nhiễu để khi được nhận tín hiệu và xử tín hiệu đưa từ phần CD hoặc phần pre xuống bao. Đây cũng là một cái rất là quan trọng và rất ảnh hưởng nhiều tới một cái chất âm của một bộ dàn âm thanh. Cái phần thứ hai đó chính là phần dây nguồn. Phần dây nguồn thì tôi cũng không nghĩ là một hãng Fulltech mà lại có một cái dây nguồn nó gồ ghề đến chất này. Tôi nghĩ đây là một cái dây nguồn đến từ hãng của Mỹ chứ không phải là Fulltech. Vậy thì sao tôi nói vậy, là khi các bạn nhìn thấy cái phần đầu đực và đầu cái của dòng dây này thì các bạn sẽ thấy. Vâng, nó rất là chất lượng. Đây là đều là những sợi carbon được chuyên dụng. Và toàn bộ các dây này đều được sử dụng theo công nghệ alpha, tức là công nghệ ủ đông. Và sau đó làm thức tỉnh lại để khi tất cả các ion đều chạy theo một hướng. Và đây là một cái vũ khí tối thượng của người Nhật Bản. Và một điều quan trọng hơn nữa đó chính là những chất liệu đồng để làm lên những cái cộng dây như này thì nó hoàn toàn là đồng FC và nó có thể lên tới 7/9, tức là một cái độ tinh khiết rất là cao. Và đây người ta đã rất là chú trọng luôn cả cái phần này, đây cũng là cái phần lọc các bạn nhé. Đây hai phần này trông là tối ưu này thôi, nhưng mà thực sự đây là các phần lọc nó quan trọng lắm để nó chuyển dịch các ion. Và phần đầu này thì người ta rút ra, đây là đầu rhodium. Đầu rhodium này thì như nhiều người chơi thì người ta hỏi thế nó có công năng gì, các công năng các bạn cắm đi cắm lại nhiều nó không bị xước, tiếp xúc điện nó sẽ tốt hơn và nó đảm bảo cho các bạn độ trở kháng không bị dâng. Đó là một cái điều rất đặc biệt mà hãng Fulltech của Nhật gửi tới các bạn. Và đây là một điều tối quan trọng ở trong các hệ thống, đó là những cái điều cơ bản khi các bạn là được sử dụng là được RCA và dây nguồn. Còn tiếp theo đó chính là phần jumper này. Nếu như các bạn mà chơi theo định dạng đó thì các bạn thấy đây là những cái cọng jumper rất là chất này. Đều bằng đồ rhodium và đây cái độ xoắn của nó. Và tất cả trên các lây, trên các cái mặt mã sản phẩm này đều có chữ Fulltech để bảo đảm cho các bạn đây là một hãng hàng chính thống ấy. Đấy là những phần kết nối về trong phần loa. Còn về những cái phần mà để thêm có phần phụ kiện cũng giống như đó thì các bạn có thể, đây là đầu jack RCA và đây là jack càng cua. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu qua và sau đó tôi sẽ thao tác cùng các bạn. Và trên này thì nó sẽ có hai cái booster, một cái đây để gọi là giữ dây loa. Tại sao mọi người khi chơi đến cái độ sâu thì chưa để ý tới cái độ giữ dây loa này? Tại sao tôi đã nói vậy? Là vì người nước ngoài người ta chơi bao giờ cái dây loa này người ta sẽ để cách ở mặt đất, nên người ta sẽ phải đặt trên các cái booster này để nó đảm bảo cho các bạn là cái độ rung chấn đấy nó sẽ giảm đi rất nhiều. Nên dưới mặt dưới này rất là mịn và êm nhé. Đó, nó giống như là bàn chân mèo ấy. Còn về dưới phần loa với phần dây nguồn thì khi các bạn cắm này vào phần ở cái gọi là cái phần nguồn của cái âm ly hoặc pre hoặc bao thì các này nó sẽ kéo rất nặng, nó sẽ kéo của cái đường tiếp nối xuống, thì đây chính là một cái vũ khí quan trọng để khi các bạn kẹp vào đây và nó sẽ kẹp vào trong cái này, nó vừa đảm bảo cho các bạn cái sự chắc chắn và cái tính ổn định của cái nguồn điện là nó không bị sộc sạch và cái hai là tránh bị mô ve chập cháy. Nhưng điều quan trọng nhất là trong này nó sẽ có một cái giữ chân đế để nó bảo đảm cho cái nguồn điện của bạn là luôn luôn nó được thông suốt. Đó là một cái điều rất là hợp lý mà khi chúng ta gọi là đầu tư nhỏ nhưng hiệu quả cao.
Với những thiết bị này thì sẽ đi theo cái booster này, tức là bạn có thể làm cao lên hoặc thấp xuống, và đây là những cái dây dẫn, những cái dây để người ta sẽ giữ cho cái dây này, và các dây này thì nó chỉ là các cái dây chun, nó sẽ không sinh ra tức từ tính. Nhiều người không biết thì người ta lại dùng sắt các dây kim loại là sẽ sinh ra cái từ tính thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Và đây là một trong các chổi carbon. Vâng, cái câu chuyện hôm nay tôi mới nói về câu chuyện chổi carbon này vì chúng tôi là mâm than, thì chúng tôi đến là nhiều nhà gia đình thì thấy cũng nói chuyện là chị vợ có một cái chổi phấn để xoa mặt, thế bỏ ra vào mặt, da mặt người thì rất là mỏng, mỏng như thế rồi thì chắc chắn là khi mình xoa lên cái đĩa than thì sẽ không có ảnh hưởng và vấn đề gì về cái vấn đề đó. Nhưng mà các bạn đó lại là một cái sự sai lầm rất là cơ bản, là vì sao da mặt mình thì chúng ta cảm giác bằng cảm xúc, còn cái đĩa nó lại là cảm giác bằng từ tính, và sau đó nó sẽ tích. Và các bạn thử lấy một cái đĩa, nếu các bạn lâu các bạn không sử dụng khử từ thì các bạn sẽ thấy cái công năng hiệu quả của cái chổi này đó là cái gì, là các bạn lém cái ni lông vào đấy thì nó sẽ dính vào đấy. Thế là cái từ rất là nhiều thì nó sẽ sinh ra các tiếng nổ và nó tạo ra cái mặt đĩa nó sẽ bẩn. Vì tại sao nó sẽ là hút? Vì các ion âm và ion dương nó sẽ hút nhau. Nhưng cái chổi này thì hoàn toàn nó có thể xử lý được các vấn đề này cho bạn, các bạn. Nên cái chổi này, nói thật là khi chúng tôi đang làm các chương trình như này thì nó có giá không hề rẻ. Nó có giá từ 200 đô đến 400 đô cho một chiếc chổi như này. Đó các bạn ấy, nhưng mà khi các bạn nhìn thấy cái chổi này thì các bạn sẽ thấy là cái độ mềm ở trong này, và nó cái quan trọng nhất ấy, người Nhật người ta đã nghiên cứu để ra để khử được các ion. Còn có một cái hay hơn nữa, đó chính là một cái Desta này. Đây chính là một cái máy gọi là cái máy khử từ. Cái máy khử từ này thì nó có rất nhiều công năng, và tôi khuyên các bạn audio nếu chơi sâu, chơi lâu, chơi kỹ thì nên sử dụng một cái máy này, vì cái máy này có thể khử cho các bạn ở trên mặt đĩa. Các bạn cứ chỉ cần ấn vào đây và để trên cách mặt đĩa tầm khoảng 3 đến 5 cm, sau đó là các bạn sẽ để nó tự động, nó sẽ chạy đủ 15 giây là nó sẽ tắt. Và cái này thì có khử được những công năng gì? Đĩa CD, đĩa than và tất cả các hệ thống có liên quan tới nguồn điện, tĩnh điện thì nó đều khử được, chẳng hạn kể cả các cái đầu nguồn này các bạn dí ở đây. Vì hôm nay thì bên hãng chưa gửi cho chúng tôi một cái hệ thống, tức là đo cái độ khử từ này, tức là khi chưa khử thì nó là bao nhiêu phần trăm, và khi khử xong rồi thì là bao nhiêu phần trăm, thì các bạn sẽ thấy cái công năng hữu hiệu của cái máy khử từ này. Và tôi khuyên các bạn là ai muốn chơi audio sâu, chơi lâu và chơi kỹ thì nên có một cái này. Còn bây giờ thì tôi lại quay lại về cái vấn đề là về nguồn điện. Vâng, một cái nguồn điện thì sẽ có thêm một cục lê lai này. Cục lê lai này thì đây là chính là cục gọi là thu lượng tử, tức là những tạp âm nhiễu ở trong điện AC xoay chiều của trong gia đình nhà chúng ta, thì cái cục này nó sẽ có nhiệm vụ giống như một trạm thu phát sóng của radar, tức là thu tất cả lượng từ xấu vào đây, và nó sẽ làm cho cái nguồn điện của các bộ dàn của bạn nó sẽ tinh khiết hơn, và nó sẽ khi tinh khiết rồi thì nó sẽ đưa ra những chất âm thanh nghe nó sẽ sự sâu lắng và nó sẽ chất lượng hơn, đó chính là nhờ cái lượng cục lượng từ này. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay về cái một bộ trải nghiệm và xem, tức là tôi lấy một bất kỳ một bộ rắc chuyên dụng nào trên này cũng được, và tôi xem cái chất lượng bên trong nó có đúng như là các chuyên gia Nhật từng hứa và sẽ đảm bảo là nó là chất lượng hoàn hảo hay không. Vâng, sau khi tháo cái nắp hộp này ra thì chúng ta bắt đầu được vào một cái gọi là MU khoa học và có một sự trải nghiệm. Nhưng mà tôi thấy cái sự tinh tế của người Nhật rất là hay, người ta còn cấp cho chúng ta thêm hai cái đầu ốc vít thế này để biết nếu không may bị rơi thì chúng ta vẫn có cách để sử dụng được. Đấy, người ta tinh tế mức độ mà trên một cái túi zip mà người ta cũng để như này. Và bây giờ thì tôi sẽ tháo ra để cho các bạn xem trải nghiệm cùng nữa. Vì đây tôi chỉ là lấy một cái bất cứ một sản phẩm bất kỳ thôi chứ không phải là lựa chọn nào. Nhưng nói đi thì nói với các cái chất lượng của người Nhật này thì đúng là tốt hàng đầu trên thế giới, và cũng không hiểu tại sao mà người ta lại phải nghiên cứu ra để làm cái này. Thì theo cái quan điểm của tôi chỉ nghĩ đơn giản là những cái chất lượng này nó quá là tốt. Không biết đến bao giờ mà dùng xong mà nó hỏng. Vâng, các bạn nhìn thấy ở trên này đây chính là một cái đầu trục tròn carbon để xử lý về vấn đề tạp nhiễu bên ngoài khi đưa vào đây, nhưng mà khi nó được đến đây nó đã bị chặn, và chỗ này là chỗ quan trọng nhất trên cái quan điểm của người làm DIY, đó chính là một cái đầu rắc để cắm vào đây, và trên đầu này thì nó sẽ có thêm một cái rắc phụ để chúng ta siết vào 0,3 cm, tức là nó rất là dày luôn và nó sẽ chắc chắn. Tôi nghĩ không hiểu là gì, với một cái đầu rắc cắn cua như thế này thì nó sẽ dùng đến bao giờ thì nó mới hỏng được. Nhưng tiệu chung lại là tôi đánh giá rất cao vì cái độ kết nối và các cái linh kiện mà như thế này mà nó được link vào nhau thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn là đường dẫn tín hiệu của bạn nó sẽ truyền được luôn luôn được thông suốt. Và một điều luôn nên nhớ rằng các bạn khi rắc các cái đầu này mà các bạn kết nối cùng với các dây loa hoặc các nguồn khác là các bạn phải nhớ hàn
nhiệt và giữ độ nhiệt đúng như theo yêu cầu của bên hãng người ta đưa ra. Cái tiêu chuẩn để khi hàn nhiệt là giống như ví dụ tôi cầm đây như một cái sợi dây để cắm vào đây, thì các bạn sẽ phải hàn cái đầu này vào là bao nhiêu cm đó để giữ đây, và sau đó ta siết chặt lại, và đây là một sự hoàn hảo. Nhưng tiêu chung lại thì tôi thấy đánh giá đây là một trong những cái thiết bị mà nó thực sự là hoàn hảo, nhưng giá của nó cũng không hề rẻ. Nhưng mà tiêu chung lại là chúng ta vẫn có cái đồ để chúng ta có một sự trải nghiệm sâu sắc hơn với những bộ dàn nó đã gọi là chuẩn rồi, hay rồi, nhưng bây giờ chúng ta còn phải đủ lên thành cho nó thành tinh tế nữa. Sau khi có một cái sự trải nghiệm cùng các bạn về những thiết bị và các hệ thờ, tức là những thiết bị của hãng Flutech này, thì tôi đánh giá đây là một trong những một cái hãng mà sẽ được có nhiều người có cái sự lựa chọn và tìm đến với hãng Flutech này. Vì tại sao? Đó chính là chất lượng. Còn bây giờ các bạn thấy thiếu trong bộ dàn của mình có cái gì thì các bạn sẽ liên hệ ngay đến số hotline của Thiên Hà 0983834646 để được tư vấn và có thể là cùng các bạn trải nghiệm. Vì chúng tôi có đội kỹ thuật có thể giúp cho các bạn hoàn thành cái bộ dàn của mình tốt hơn nữa. Xin hẹn các bạn vào ít thứ sau.